Như vậy ban tổ chức đã làm xong ghe xong, xin mời các thuyền ghe tập trung tại trừ bước quan. Chúng ta tổ chức giải đua từ sau, giải đầu tiên của chiều hôm nay. Vâng, và để đảm bảo thời gian đua chiều hôm nay, ban tổ chức xin thông báo cho các khẩn trương đưa về tại bến để bắt đầu đua giải đầu tiên chiều hôm nay. Và thời gian bây giờ đã 1:15. Vậy xin thông báo cho các cầu khẩn trương để đảm bảo cho thời gian trong cuộc đua chiều hôm nay. Rồi. Vâng, vậy hiện nay còn 2 ghe, tổ 6 và tổ 5 cùng yêu cầu khẩn trương. Vâng, và như vậy là hiện nay trước khán đài tất cả, tôi thấy tất cả các tổ đang trao về để chuẩn bị đua giải chiều hôm nay. Về thứ tư bốc thăm số chiều hôm nay, vị trí số 1 tổ 3, vị trí số 2 tổ 6, vị trí số 3 tổ 5, vị trí số 4 tổ 1, vị trí số 5 tổ 4, vị trí số 6 tổ 2. Như vậy là các tổ đã được nghe được những vị trí của mình. Báo tổ chức đề nghị trực để mà đưa văn bản đến cơ về, đề nghị lưu lại, đề nghị đội 1 cố gắng là em thôi, em gì đề nghị em quay lại thả vang bạc không được đến đó để cho em không được phèn chiều lên ban tổ chức là không cho đua luôn vì nội quy đua. Đề nghị là anh tên thịt đề nghị thịt lấy xuống, đề nghị thịt lấy xuống để cho anh lấy xuống thì ban tổ chức chiều không cho anh là đua chiều lên bộ giải và cho phèn nội quy của ban tổ chức. Đề nghị thịt, đề nghị thịt là quay xe, quay đua lại, đề nghị thả cái đó đi, cho ban tổ chức. Đề nghị các anh và chấp hành nội quy và thầy lời đua của ban tổ chức. Đề nghị tất cả các anh phải chấp hành ban tổ chức. Đề nghị các anh là lấy xuống thả, đi dòng sông. Cho các linh hồn. Như vậy theo quan sát của ban tổ chức thì có thuyền của tổ 2, alo, thuyền của tổ 5 và thuyền của đội 1. Như vậy là thiếu thuyền của đội 3, đội 4 và tổ 6. Đề nghị các thuyền tập trung trực ban quan để chúng ta làm tổ chức giải thứ 6 của chiều hôm nay. Ban tổ chức xin thông qua thể lệ giải đua thứ nhất chiều hôm nay, tức ngày 6. Mũi ngoài lại trong, theo cái sàng lại ngồi ghế trên bờ, hàng thuyền ngồi tại thuyền,
đồng trọng chạy ra giữa về chạy về ba vòng sáu tráo đi sau về về. Giải đua này do ban tổ chức trao giải. Cơ cấu giải thưởng tổng giải 3 triệu đồng, trong đó giải nhất 700.000 đồng, giải nhì 600.000 đồng, giải ba 500.000 đồng, giải tư 350.000 đồng, giải năm 300.000 đồng, giải sáu 250.000 đồng. Ban tổ chức xin kính mời ông Trần Thanh Dũng và ông Nguyễn Bảo Lộc lên cầm đèn. Và hiện nay ghe của tổ 1 yêu cầu ghe của tổ 1. Ban tổ chức xin nhắc lại về thể lệ giải 6 tức giải nhất cuộc thi hôm nay: mũi ngoài lại trong, theo cái sàn lại ngồi ghế trên bờ, hàng thuyền ngồi tạo thuyền, đồng trọng chạy ra giữa về chạy về 3 vòng 6 tao đi sau về về. Giải này do ban tổ chức trao giải, tổng giải 3 triệu đồng, giải nhất 700.000 đồng, giải nhì 600.000 đồng, giải ba 500.000 đồng, giải tư 350.000 đồng, giải năm 300.000 đồng, giải sáu 250.000 đồng. Giải này ban tổ chức kính mời ông Trần Thanh Dũng và ông Nguyễn Bảo Lập lên lần trong. Và yêu cầu ghe của tổ 1 khẩn trương để đảm bảo thời gian đua chiều hôm nay. Hiện nay 5 tổ đã có ghe đầy đủ, chỉ có thiếu tổ 1. Đề nghị ghe tổ 1 khẩn trương. Thôi xin đề nghị tất cả các đại diện hàng thuyền chúng ta lùi về sau ra ngoài để cho tất cả các lái thuyền chủ động để ra về. Đề nghị bên chỗ anh Đình đưa ghe về thẳng đúng theo quy định. Xin mời tất cả các tổ hãy đưa ghe về thẳng để đảm bảo cho đề nghị tổ 1 công bằng. Đề nghị tổ 1 khẩn trương. Đề nghị tổ 1 rút kinh nghiệm. Và tôi xin thông báo vị trí số xăm ghe chiều hôm nay. Tôi xin đề nghị tất cả đại số 1 hoàn thiện chúng ta lên ghe của tổ 3. Số 2 ghe tổ 6. Tất cả số 3 ghe tổ 5, số 4 ghe tổ 1, 5 ghe tổ 4 và số 6 ghe của tổ 2. Đề nghị là hàng thuyền tổ 1 rút kinh nghiệm. Ai mà nắm tổ mà chơi một tổ ăn thuyền mà chơi gần 15 phút. Khẩn trương. Lên nào không? Không chơi đồng đồng, lên nào. Lên đề nghị thịnh lên. Ngồi đứng dưới ghế là bất hợp lề rồi gõm nữa mà. Lên. Không, để từ cho đừng. Cày lên đi. Cố lên.
Vâng, và như vậy là các ghe đã hoàn thành về rốn rất an toàn. Và trên đường đi về là về Hà Lưu. Như vậy là sau một thời gian lúng túng, tất cả các ghe cũng đã hoàn thành lùn về rốn an toàn. Như vậy là tôi thấy cái bé đang lùn về Hà Lưu là ghe của tổ 2 và ghe của tổ 5. Tiếp đó là ghe của tổ. Vâng, và như vậy là trên đường đi về khán đài A, hiện nay tạm thời dẫn đầu là ghe của tổ 2 và ghe của tổ 5 cũng đang còn số 10. Vâng, rất kịch tính, hiện nay là hai ghe đang còn số 10 với nhau, đang đi qua khán đài A. Đề nghị tất cả các quý cô vô lên và yêu cầu hai ghe tách rời ra, đề nghị hai ghe tách rời ra để đi ra trong đường đi được an toàn. Tách ghe ra, tất cả ra. Vâng, và hiện nay đang đi qua khán đài A, đó là ghe của tổ 5, tổ 4. Vâng, như vậy ghe tổ 4 cũng đang vượt lên, và ghe tổ 1 cũng đang đi qua khán đài. Tiếp đó là ghe của tổ 6. Vâng, phải nói là rất kịch tính chạy đua chiều hôm nay. Như vậy là ghe của tổ 2 đã bị sự cố và nhường đường lại cho ghe tổ 5 rồi. Và đang lùn về thượng lưu là ghe của tổ 4. Alo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí tổ trưởng của các đội về bốc thăm giải thứ 7 của chiều hôm nay. Alo, ban tổ chức xin thông báo mời đại diện các tổ về bốc thăm giải thứ 7. Xin trân trọng mời anh Cường, anh Lộc, anh Dùng và anh Trực.
và đang đi qua khán bốc thăm từ. Alo, xin mời tổ ba bốc thăm thứ tự đầu tiên. Số 2, xin mời tổ 6. Xin mời tổ 6 bác trong xăm thứ 4. Số 5, xin mời tổ 5. Xin mời số 4. Xin mời tổ 4. Xin mời anh chức vô bốc thăm thứ tư ạ. Số 6. Rồi như vậy là số 3. Tổ 2 bốc số 3. Rồi. Bây giờ là bốc xăm thứ tư thuyền ghe. Xin mời tổ 5 bốc đầu tiên. Số 2. Tổ 5 bắp xăm số 2. Tổ 3 bốc xăm số 5. Số 3. Xin mời tổ 2 bốc. Xăm 1, tổ 2, 1. Xin mời tổ 1, bọc xăm. Số 6, như vậy là tổ 1 đã bắt xăm 6. Xin chúc mừng tổ 1. Tổ 6 bắt xăm 3. Rồi, như vậy tổ 4 bắt xăm 4. Như vậy ban tổ chức qua quá trình bốc xăm số thứ tư ghé như sau: vị trí số 1 tổ 2, vị trí số 2 tổ 5, vị trí số 3 tổ 6, vị trí số 4 tổ 4, vị trí số 5 tổ 3, vị trí số 6 tổ 1. Và như vậy là hiện nay trên đường tiến về ba khán đài A, tạm thời tổ 4 đang còn trận đấu. Và tiếp đó là ghe của tổ 1 đang còn ở trên đường tiến về khán đài A. Đó là ghe của tổ 4 đang tạm thời trận đấu. Tổ 4 cố lên, tổ 4 cố lên. Tổ 4 cố lên. Phân hồi tổ 4 cố lên. Tổ 4 cố lên. Hồi người cao tuổi tổ 4 sẽ thường dài nhất cho tổ 4 1.500.000 đồng. Tổ 4 cố lên. Phân hồi số 4. Hồi người cao tuổi số 4 thường cho tổ 4 1.500.000 đồng. Bác Nguyễn Văn Khánh thường cho tổ 4 dài nhất 1.000.000 đồng. Thường nông. Tổ bông cổ lên, tổ bông cổ lên, tổ bông cổ lên. Vâng, và như vậy là hiện nay là tổ 4 đang đi qua khán đài A và khoảng cách rất an toàn. Tiếp đó là ghe của tổ 1 tạm thời dẫn thứ nhì là ghe của tổ 1. Và tiếp đó là ghe của tổ 5. Ghe của tổ 5. Tổ 1 cổ lên. Như vậy là có khả năng tổ 1 sẽ thâu ghe tổ 4. Sau khi đến về thượng lưu thì kết quả sẽ rõ ràng. Và hiện nay đang đi qua biển quan, đang đi qua khán đài là ghe của tổ 6. Và tiếp đó là ghe của tổ 3 và ghe của tổ 2. Cố lên Long ơi. Vâng, và tổ 2 cũng cố lên. Cố lên, chiến thắng đang ở phía trước.
Và hiện nay tôi thấy ghe của tổ 4 đã hoàn thành, lùn hoàn thành vé cái vé thường lưu. Tiếp đó là ghe của tổ 1. Vâng, và như vậy tôi thấy ghe của tổ 1 đã thay thế vào vị trí ghe của tổ 5, vé thứ nhì. Vâng, rất quyết tâm của tổ 1. Tổ 4 cố lên, 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 tổ 4 cố lên. Hay là hay, tổ 4 cố lên, tổ 4 cố lên. Vâng, tổ 4 cố lên, tổ 4 cố lên. Và tạm thời dẫn vị trí số 3, đó là ghe của tổ 5. Và tiếp sau ghe của tổ 5, đó là ghe của tổ 6. Vâng, và hiện nay tôi thấy đang đi qua khán đài A là ghe của tổ 2 đã vượt lên. Như vậy là vị trí ghe của tổ 3 đã nhường lại cho ghe của tổ 2. Vâng, tình thế là thay đổi liên tục. Tình thế thay đổi liên tục. Cố lên. Phải nói là rất kịch tính. Hiện nay là cả ghe của tổ 5, tổ 4 và ghe tổ 1 đang lùn về thường lưu. Đang lùn về thường lưu. Vâng, và kết quả sẽ trả lời sau một ít giây lát. Và như vậy, vâng, và như vậy là tôi thấy ghe của tổ 4 đã sự cố. Đã bị sự cố. Bê lại và nhường đường lại cho ghe của tổ 1. Vâng, và như vậy là hiện nay đang đi qua khán đài A là ghe của tổ 1. Rất quyết liệt. Rất quyết liệt. Cố lên tổ 1 ơi. Như vậy là tổ 1 toàn lội ngược dầu. Tiếp về đó là ghe của tổ 5. Ghe của tổ 5. Rất tiếc cho tổ 4. Rất tiếc thay cho tổ 4, một cơ hội đã đến mà không nhận được.
Vâng, và như vậy là ghé tổ 6 hiện nay đang về vị trí thứ 3. Cố lên tổ 6 ơi, đường còn dài, trăng còn cao, hãy tự tin lên. Và tình thế thay đổi liên tục. Như vậy là tổ 2 cũng đã vươn lên được giải thứ 4. Xin chúc mừng tổ 2. Vâng, hiện nay đang đi qua khán đài A, đó là tổ 2. Và tiếp tổ 2 là ghe của tổ 3. Đang điều khiển ghe của tổ 3 đó là anh Nguyễn Hữu Long, một tay lái lùa của tổ 3. Alo, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng những tấm lòng đã ủng hộ chiều hôm nay. Chị Thủy, chị Hương và chị Mỹ ủng hộ trao dài kế tiếp theo 1.500.000 đồng. Anh Lê Bá Hùng, thợ mộc của Văn Quỳ, 200.000 đồng. Chị Lê Thị Diệm, cán bộ ủy ban xã Hải Phong, 300.000 đồng. Xóm Phú Thọ, Văn Quỳ, 300.000 đồng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và như vậy là hiện nay đang đi về khán đài A là ghe của tổ 1 với khoảng cách rất an toàn. Với khoảng cách rất an toàn. Như vậy là tiếng trống đã hồi đồng nghĩa ba vòng sáu táo đã đủ. Xin chúc mừng tổ 1. Quá tuyệt vời. Như vậy là tạm. Xin chúc mừng tổ 1. Vâng, xin chúc mừng tổ 1. Ghé đã về nhất nhưng mà tiền thưởng nóng chưa tới nghe. Về thứ nhì đó là ghé của tổ 5. Cũng xin chúc mừng ghé của tổ 5 đã hoàn thành nhiệm vụ. Và kế tiếp đó là ghé của tổ 6 về thứ 3. Vâng, và rất tiếc thay cho tổ 2 và tổ 4. Và về thứ 4, đó là ghe của tổ 2 cùng đang trên đường về nộp trở lại. Và về tiếp vị trí thứ 5 là ghe của tổ 3. Xin chúc mừng tổ 3. Vâng, nhưng mà không sao, thua keo này ta lại bay keo khác. Đường còn dài, trăng còn cao, cho nên cả tổ tự tin. Alo, ban tổ chức xin thông báo kết quả của giải bay chiều hôm nay. Giải nhất tổ 1, giải 2 tổ 5, giải 3 tổ 6, giải 4 tổ 2, giải 5 tổ 3 và giải thứ 6 là bỏ giải. Xin thông báo lại một lần nữa. Các tổ đã đạt giải như sau. Tổ 1 giải nhất, tổ 2 giải 5, tổ 3 giải 6, tổ 4 giải 2, giải 5 tổ 3. Alo, kết quả bốc thăm số thứ tư ghe của giải bài như sau. Vị trí số 1 tổ 2, vị trí số 2 tổ 5, vị trí số 3 tổ 6, vị trí số 4 tổ 4, vị trí số 5 tổ 3, vị trí số 6 tổ 1. Xin trân trọng. Oh.
để chuẩn bị cho giải đua thứ 7. Xin mời các đội ghe tập trung trước bàn quan để chúng ta tiếp tục giải đua. Alo, cũng thay mặt ban tổ chức vì thuyền của tổ 4 có trở ngại, thành ra cũng ban tổ chức cũng xin báo lại cho tất cả quý đại biểu và toàn thể bà con cùng chờ trong lát vì ghé của tổ 4 có trở ngại sự cố. Vâng, và để động viên tinh thần cho tổ 1, em Đỗ Thị Hà Nhi ở Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thưởng đóng trong tổ 1 với trị giá 1 triệu đồng. Xin chúc mừng hàng thuyền của tổ 1. Nguyễn Thị Hà Thi, Bà Rịa và Vũng Tàu sẽ thưởng đóng cho tổ 1 với trị giá 1 triệu đồng. Xin chúc mừng tổ 1. Vâng, và để cổ vũ động viên tinh thần, em Đỗ Thị Hà Thi ở Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thưởng đóng cho tổ 1 với trị giá là 1 triệu đồng. Xin chúc mừng tổ 1. Phải nói là tổ 1 quá tuyệt vời. Thank you.
Vâng, và hiện nay là ghe của tổ 4 có sự cố, cho nên các ghe cũng thông cảm và chờ đợi một chốc lát. Khi nào có thì ban tổ chức sẽ tiếp tục. Và hiện nay tôi thấy trước khán đài A, ghe của tổ 3 đang trèo về. Và tất cả cổ động viên tổ 3 đang mong muốn tổ 3 chiều nay sẽ có một giải nhất. Cố lên tổ 3 ơi! Thứ tư số ghe chiều hôm nay, số 1 là ghe của tổ 2, số 2 ghe của tổ 5, số 3 ghe của tổ 6, số 4 ghe của tổ 4, số 5 ghe của tổ 3 và số 6 là ghe của tổ 1. Và như vậy tôi thấy ghe của tổ 4 cũng đã trên đường đi về khán đài A để chuẩn bị đua tiếp giải bài chiều hôm nay. Như vậy là sau sự cố của ghe của tổ 4 cũng đã khắc phục xong và tiếp tục trên đường tiến về khán đài để đua giải bài chiều hôm nay.
Và trong lúc chờ đợi ghé của tổ 4, xin kính mời ban tổ chức sẽ đọc thể lệ giải đua thứ 7 của chiều hôm nay. Và tiết trời ngày hôm nay là rất phù hợp, rất thuận tiện cho các vận động viên cũng như khán giả đang theo dõi trên hai bên bờ sông Âu Lâu chiều hôm nay. Và ban tổ chức cần gặp anh Thắng về tại khán đài để đọc thể lệ giải bày chiều hôm nay. Alo. Ban tổ chức xin thông qua thể giải bài chiều hôm nay. Vận động viên nam mũi ngoài lái trong, treo cái sầm lái ngồi ghế trên bờ, hàng thuyền ngồi tại thuyền, đồng đồng chạy ra luồng cày chạy lên ba vòng sáu tao đi sau về vậy. Giải đua này do nhà xe Tân Quang Dũng, cơ cấu giải thưởng 5 triệu đồng, nhà nhất 1 triệu đồng, nhà nhì 900.000 đồng, giải ba 800.000 đồng, giải tư 700.000 đồng, giải năm 600.000 đồng, giải sáu 500.000 đồng. Giải này ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Đức Tướng đại diện nhà xe lên cầm lệnh. Vâng, và ghe của tổ 4 hiện nay đang có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 4 sẽ ra sân và cầu thủ mang áo số 6 sẽ vào để thay cho cầu thủ số 4. Phải nói là tất cả khán giả chiều nay cũng rất tiếc cho tổ 4. Và các lái như lưu ý cũng như mồi giải đua thứ 7 thề lên lùn cái chạy lên, tức là lùn cái chạy lên về thường lưu, cho nên là các lái thuyền cũng như các mũi lưu ý đừng để nhầm lẫn ra đó là xe lời quay. Xin nhắc lại thể lệ của giải đua thứ 7 vận động Việt Nam mũi ngoài lái trong, treo cái thằng lái ngồi trên ghế trên bờ, ham thuyền ngồi tại thuyền, đồng trọng chạy ra lùn cày chạy lên ba vòng sáu tao đi sau về vậy. Đề nghị các nghe phải giữ đúng vị trí để đảm bảo cuộc đua chiều hôm nay. Tất cả các nghe phải đúng vị trí và xin mời tất cả các lái hãy lên bờ. Các lái phải lên bờ, ngồi vào ghế chờ đồng trống. Xin nhắc lại là lùn cày chạy lên. Xuất phát.
Vâng, phải nói là rất kịch tính hiện nay ạ. Lên, cố lên, cố lên. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, và như vậy là cả lên, sáu lên, tất cả hoàn toàn cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, giải đua rất tự tin, luôn cả trên rất là tự tin, cố gắng lên, cố gắng lên, cố lên, tất cả các tổ cố gắng lên. Vâng, như vậy là cả sáu ghe đã hoàn thành, luôn cay, không có ghe nào chìm. Xin chúc mừng. Đề nghị các ghe hãy tách rồi ra, tách rồi đường đi. Như vậy là hiện nay là ghe của tổ 6 đã lùn về thượng lưu. Tiếp đó là ghe của tổ 5 cũng đã lùn hoàn thành về thượng lưu. Và cái đó là ghe của tổ 2. Ghe của tổ 2. Và ghe tổ 3 cũng đã hoàn thành về thượng lưu. Vâng, và hiện nay đã đang còn đi qua khán đài A là ghe của tổ 6. Người điều khiển ghe của tổ 6 đó anh Lê Sĩ Cang. Một tay lái rất chuyên nghiệp. Một tay lái phải nói là rất chuyên nghiệp của tổ 6. Tiếp vị trí thứ hai là ghe của tổ 4. Ghe của tổ 5. Vâng, như vậy là xin lỗi, ghe của tổ 5. Và sau ghe của tổ 5 là ghe của tổ 3. Vâng, đường đua rất con kịch tính. Tổ 2, ghe của tổ 2. Và tổ 1 và tổ 3 đang còn số mùi trên đường đi qua khán đài A. Về tiếp đó là ghe của tổ 4. Phải nói là rất tuyệt vời, mặc dù là giải đua lùn khó nhưng mà cả ghe cũng đã hoàn thành trên đường đua sau khi lùn về rốn một vòng. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn những nhà hàng tại nhà hàng Tùng Nhung ở Cao Hà đã hỗ trợ cho buổi chiều hôm nay 300.000 đồng. Anh Đỗ Bá Cạp ở Văn Quỳ 200.000 đồng. Anh Nguyễn Đức Tương ở Hưng Nhơn 200.000 đồng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Alo, ban tổ chức xin thông báo cho các đại diện của các tổ đến bốc xăm giải thứ 8, giải nữ của chiều hôm nay. Như vậy là thiếu đại diện của tổ 2. Xin mời chú Lộc. Chú Lộc đại diện cho tổ 2 đến bốc xăm chiều giải hôm nay. Xin mời anh Trức đại diện cho tổ 4 đến bốc xăm giải thứ 8, giải nữ chiều hôm nay. Xin mời anh Trức ạ. Thứ tự bốc xăm như sau. Tổ 2 bốc đầu tiên. Tổ 2. Xin mời tổ 5. Xin mời tổ 6. Xin mời tổ 4. Tổ 4 bốc số 4. Chờ. Xin mời tổ 3. 5. Rồi, bây giờ tổ 1. Tổ 1, 3.
Như vậy, theo thứ tự bốc xăm như sau. Xin mời tổ 5 bốc đầu tiên. Xin mời tổ 5 bốc số thứ tự ghé. Rồi như vậy tổ 5 bốc xăm 5 từ từ. Rồi tổ 6. Tổ 6 bốc xăm 6. Xin mời tổ 1. Dạ dạ nè, xin mời tổ 1. Tổ 1 bốc xăm 2. Đề nghị các em ở phía trước tránh xa ra. Xin mời tổ không 4. Không được cản đường đua. Đề nghị các em ở phía trước. Tổ 4 bắt xâm 3. Rồi xin mời tổ 3. Đề nghị tổ các 3, em hãy tránh 1. Xa đường đua để cho các em được đi được an toàn. Rồi như vậy còn lại là số vâng, tổ 2. Tổ 2 xâm 4 đi qua khán đài A, đó là ghe phần chân đầu ghe của tổ 6. Ghi số 2. Rồi. Tiếp đó là ghe của tổ 4. Như vậy quá quá trình mà bốc xăm giải thứ 8 giải nữ chi hôm nay. Vị trí số 1 tổ 3, vị trí số 2 tổ 1, vị trí số 3 tổ 4, vị trí số 4 tổ 2, vị trí số 5 tổ 5, vị trí số 6 tổ 6. Ban tổ chức xin thông báo lại vị thứ tự số ghe như sau. Vị trí số 1 tổ 3, vị trí số 2 tổ 1, vị trí số 3 tổ 4, vị trí số 4 tổ 2, vị trí số 5 tổ 5, vị trí số 6 tổ 6. Vâng, và hiện nay đi qua khán đài đó là ghe của tổ 4. Ghe của tổ 4 đang qua đi qua khán đài A. Vâng, và ghe tổ 6 đã lùn về thượng hạng ăn, thượng lưu sông. Tiếp tục là ghe của tổ 4 cũng đã lùn về. Và ghe của tổ 2 cũng đang còn lùn về thượng lưu về. Vâng, và tạm thời dẫn đầu trên đường đua vẫn là ghe của tổ 6. Alo. Tổ 6 cố lên! Tổ 6 cố lên! Lên lên! Tổ 6 cố lên! Tổ 6 cố lên! Yeah. Vâng, xin chúc mừng tổ 6 hiện nay tổ đang dẫn đầu tạm thời dẫn đầu. Tổ 6 cố lên! Của tổ 4. Vâng, cũng đang còn tiếp tục so mũi. Khả năng ghe của tổ 4 sẽ thâu và ghe của tổ 2 cũng đang vượt lên. Như vậy là con rất kịch tính. Cố lên, bình tĩnh anh Hùng ơi. Và đang còn đi qua khán đài, đó là ghe của tổ 1. Người điều khiển ghe của tổ 1 đó là Nguyễn Bá Tiên. Và tiếp đó là ghe của tổ 3. Và sau ghe tổ 3 là ghe của tổ 4. Thank you.
Vâng, và như vậy là ghế của tổ 6 hình như đã có sự cố. Xa lại. Vâng, hiện nay đang ghế của tổ 6 đã có sự cố. Sắp lại ở về hạ lưu. Hiện nay đang trận đấu là ghe của tổ 6 và kế tiếp là ghe của tổ 4 và đang rượt đuổi là ghe của tổ 2. Một lần nữa tổ 2 ơi, cố lên. Vâng, và hiện nay đang đi qua khán đài A. Tạm thời dẫn đầu là ghe của tổ 4, ghe của tổ 5. Tạm thời dẫn đầu là ghe của tổ 5. Và tiếp đó là ghe của tổ 6. Và kế tiếp đó là cùng ghe của tổ 2 cũng đang còn bám sát. Vâng, ghe của tổ 2 cũng đang bám sát. Vâng, bà hiện nay đang còn đi qua bên khán đài A là ghe của tổ 1. Ghe của tổ 1. Vâng, và như vậy là có thể lùn về thường lâu. Vậy là nó rất kịch tính. Vâng, vậy là rất kịch tính ở ve thường lâu. Rất kịch tính ở ve thường lâu. Vậy là quá tuyệt vời. Giải đua quá tuyệt vời. Vậy là rất kịch tính. Rất kịch tính. Như vậy là hiện nay đang đi về khán đài A là ghe của tổ 2. Phải nói là lôi ngược dòng. Lôi ngược dòng trong giải đua chiều hôm nay. Rất tuyệt vời. Anh Đông ơi, cố lên Đông ơi. Anh Đông ơi, cố lên. Đội 2, tổ 2 cố lên. Tổ 2 cố lên. Vâng, và như vậy là khoảng cách rất an toàn. Khoảng cách rất an toàn. Và tiếp theo về thứ nhì là ghe của tổ 4, ghe của tổ 5, ghe của tổ 5. Và tiếp ghe của tổ 5 là ghe của tổ 1, cũng có khả năng so mũi. Có khả năng là tổ 1 sẽ so về với là tổ 5. Vâng, và hiện nay đang còn đi qua khán đài là ghe của tổ 3. Ghe của tổ 3 do anh Toàn điều khiển. Và tiếp đó là ghe của tổ 4 do anh Lê Sĩ Phong.
Vâng, và như vậy là hiện nay tổ 2 đã lùn về hạ lưu. Đang lùn về hạ lưu. Tổ 2 đang chuẩn bị lùn về hạ lưu. Vâng, và như vậy là trên đường tiến về khán đài A, tổ 2 đang còn chiến đấu. Phải nói là giải đua như hôm nay quá gay cấn và tuyệt vời. Tình thế thay đổi liên tục. Hiện tại bây giờ là tổ 2 đang trận đấu. Tổ 2 cố lên, cổ động viên tổ 2 đâu ạ? Cổ động viên tổ 2 đâu ạ? Cố lên, tổ 2 cố lên. 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 Anh Lộc vào đây, Lộc vào. Hiện tại bây giờ đang trận đấu là tổ 2. Tổ 2 cố lên. Đang đi thứ hai là tổ 4. Đang hai xe trong khe, đang tổ 4 với là tổ 5. Tổ 2 cố lên. Anh Hồng ơi, cố lên. Cố lên, tổ 2 cố lên. Cố lên. Như vậy là tiếng trống đã hồi, đồng nghĩa là ba vòng thao tác đã đủ. Lùn về một vòng, lùn một vòng. Lùn một vòng để vô. Lùn lại một vòng, lùn cài một vòng. Vâng, như vậy là đúng rồi, lùn cài một vòng. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi, lùn cài một vòng. Lùn cài một vòng. Lùn cài một vòng. Lùn cài một vòng. Đánh ghế ra, đề nghị đánh ghế ra, an toàn. An toàn. Vô lên đi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vâng, như vậy là tổ 2 về nhất. Tổ 2 về nhất. Xếp thứ nhì là tổ 1. Và về tổ 3 là của tổ 4. Phải nói là đường đua rất kịch tính, thay đổi liên tục. Tình thế đảo ngược. Tình thế phải nói đảo ngược 180 độ. Thầy thầy quang sát và chạy mô. Tình thế đảo ngược 180 độ. Thầy khơi quan sát chạy mô về nhất một ghi này. Theo yêu cầu của chúng ta là nhất là tổ 2, nhì là tổ 4, ba là tổ 5. Vâng, xin chúc mừng các tổ, dù sao cũng đã hoàn thành xuất sắc giải đua chiều hôm nay. Quá tuyệt vời, phải nói tổ 2 quá tuyệt vời. Và để động viên tinh thần, chị Ngô Thị My và anh Ngô Văn Trọng ở Ngô Văn Điền ở Sài Gòn sẽ thưởng nóng cho tổ 2 1 triệu đồng, giải nhì 2 giải 1 triệu đồng, tổng trị giá là 2 triệu đồng. Xin chúc mừng tổ 2. Alo, đề nghị tiện có cái giải để có bộ giải trên ban thư ký thành phố giải sau đó bên giáo gì nóng gì. Vâng, phải nói là đường đua quá kịch tính và tuyệt vời. Alo, đề nghị anh Tiến,
lên ban tổ chức để trao đổi. Alo. Xin mời đại diện các hàng thuyền. Ban tổ chức xin đề nghị đại diện các hàng thuyền đến được băng quan trước ban tổ chức để ban tổ chức xin kính mời đại diện các hàng thuyền để trưởng băng quang được ban tổ chức để dừng dài. Nhì nhất tổ hai, dì hai tổ bốn, dì ba tổ năm, dì tư tổ ba, dì năm tổ bốn, dì sáu tổ sáu. Nhì nhất tổ hai, dì hai tổ một, dì ba tổ năm, dì tư tổ ba, dì năm là tổ bốn và tổ sáu. Để tiếp tục cho giải thứ 8, giải nữ của chiều hôm nay, ban tổ chức xin công bố vị trí ghế như sau: vị trí số 1, tổ 3, vị trí số 2, tổ 1, vị trí số 3, tổ 4, vị trí số 4, tổ 2, vị trí số 5, tổ 5, vị trí số 6, tổ 6. Xin mời cả ghế tập trung trước ban quan, chúng ta tiếp tục đua giải thứ 8. Alo. Như vậy là các thuyền ghe đã tập trung trước ban quan để chuẩn bị cho giải thứ 8, giải nữ chiều hôm nay. Trên ban quan hiện có là tổ 5. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức, chiều hôm nay tinh thần chúng ta còn hai giải. Trên tinh thần thể chức đoàn kết, đề nghị tất cả các anh không có trách nhiệm là 10 lên. Và cả các anh mặc thuyền xuống đây chúng tôi không công nhận giải. Hướng xin công bảo lại phải chấp phần theo ban tổ chức vì còn hai giải nữa. Thế nên đoàn kết thương bỏ. Và tôi xin thông báo vị trí ghế chiều hôm nay: vị trí số 1 ghế của tổ 3, vị trí số 2 ghế của tổ 1, vị trí số 3 ghế của tổ 4, vị trí số 4 ghế của tổ 2, vị trí số 5 ghế của tổ 5 và vị trí số 6 ghế của tổ 6. Đề nghị các ghế đưa về đúng vị trí để xuất phát trong cái giải đua chiều hôm nay. Tổ 5 số 5 và tổ 6 số 6. Tổ 6. Tổ 6 là số 6. Ban tổ chức xin thông qua thể lệ giải thứ 8. Vận động viên nữ mùi ngoài lại trong, treo cái sàng hàng nguyên và lại ngồi tại thuyền.
đồng trọng chạy ra giữa về chạy về, đi đúng hai vòng bốn tao, đi sao về vậy. Giải đua này do bà Nguyễn Thị Hương, bà Lê Thị Mỹ, bà Nguyễn Thị Thị trao giải. Cơ cấu giải 3 triệu đồng, giải nhất 700.000 đồng, giải nhì 600.000 đồng, giải ba 500.000 đồng, giải tư 350.000 đồng, giải năm 300.000 đồng, giải sáu 250.000 đồng. Ban tổ chức bơi ra một tí, nghe tổ hai bơi ra một tí và đưa lại vô. Và bà Lê Thị Mỹ lên cầm lên. Rồi đang đang mệt mệt đi chín với. Ơi, con ơi. Con ơi. Con. Mọc lên đi, mọc lên đi. Đề nghị các ghe là đúng vị trí. Về đúng vị trí mới có lên xuất phát. Và theo như lời theo như ban tổ chức lại yêu cầu tất cả các anh tổ trưởng cùng tránh xa, chứ còn giữa đó là hàng thuyền và lái ghé thôi. Đề nghị tất cả các anh tránh xa để đảm bảo công bằng. Đề nghị tất cả. Đây, đề nghị anh Thành. Đề nghị cho tất cả hàng thuyền ta quay vào. Đề nghị tất cả các ghé về đúng vị trí. Chưa được đâu, chưa được. Chưa được, đề nghị các ghé. Đang còn. Về đúng vị trí đã. Như vậy là sẽ hoàn kéo dài thời gian cuộc đua. Vâng, là rất xuất sắc. Như vậy là các tổ là lùn sông về rôn được an toàn và tạm thời. Như vậy là tổ 5 lên đường về, là tổ 5 đã dẫn đầu, tạm thời dẫn đầu là tổ 5. Vâng, dù sao cũng xin chúc mừng các tổ nữ đã rất xuất sắc lùn sông về rôn an toàn. Và giải nữ là có thể thay đổi liên tục. Trên đường đua là có thể giải nữ là thay đổi liên tục. Alo, xin mời đại diện. Alo, xin mời đại diện của các tổ lên bốc thăm giải phá giải cuối cùng của chiều hôm nay. Xin mời đại diện của tất cả các tổ. Xin mời đại diện của các tổ lên bốc thăm giải cuối cùng, giải phá của chiều hôm nay. Ban tổ chức xin cảm ơn anh Ngô Văn Lợi đã hỗ trợ cho ban tổ chức 100.000 đồng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và hiện nay ban tổ chức nhìn thấy. Như vậy là theo thứ tự thì đội 3 bốc đầu tiên. Tổ 3 bốc 4. Mời tổ 1. Tổ 1 bốc 5. Tổ 4. Tổ 4 bốc 6. Tổ 2. Tổ 2 bốc 3. Tổ 5. Tổ 5 bốc 2. Còn tổ 6 bốc 1. Như vậy theo thứ tự bốc như sau. Xin mời tổ 6.
tổ 6 bốc xâm 1. Xin mời tổ 5. Tổ 5 bốc xâm 5. Xin mời tổ 2. Tổ 2 bốc xâm 2. Tổ 3 bốc xâm 6. Tổ 3 bốc xâm 6. Vâng, và như vậy là hiện nay đang đi qua khán đài. Xin mời tổ tiếp theo. Tổ 1, xin mời tổ 1. Xin mời tổ 1. Và tiếp đó là ghe của tổ 1. Tổ 1 bắt xâm 3. Tổ 4, xin lỗi, ghe của tổ 4. Tạm thời. Tổ 4 cố lên, tổ 4 cố lên, tổ 4 cố lên. Lên, lên, tổ 4 cố lên. Đầu tiên ai bọc linh. Và tiếp thứ tư, số 3 là ghe của tổ 6. Đúng rồi, đúng rồi, số 1 là đúng, số 1 là đúng. Và sau đó là ghe của tổ 2, cũng đang còn bám đuôi ghe của tổ 6. Con số cuối cùng là đơn vị số 4. Đơn vị số 4 cuối cùng. Và đang đi qua khán đài A, đó là ghe của tổ 1 và ghe của tổ 3. Số 4 bắt tổ xâm 4. Như vậy là thiếu 1, 2, thiếu trùng lập. Thiếu tổ 6, tổ 6 bắt xâm 1. Tổ 6 ghi số 6, đúng rồi, như vậy là đúng. Rồi. Như vậy qua quá trình bốc thăm, số thứ tư ghé như sau. Vị trí số 1, tổ 6. Vị trí số 2, tổ 2. Vị trí số 3, tổ 1. Vị trí số 4, tổ 4. Vị trí số 5, tổ 5. Vị trí số 6, tổ 3. Một lần nữa, ban tổ chức xin thông lại báo lại kết quả bốc thăm thứ tư giải phá của ngày hôm nay. Vị trí số 1, tổ 6. Vị trí số 2, tổ 2. Vị trí số 3, tổ 1. Vị trí số 4, tổ 4. Vị trí số 5, tổ 5. Vị trí số 6, tổ 3. Vâng, và như vậy là ghe của tổ 5 đã lùn non thanh ve thường lưu, đang còn trên đường đi về khán đài. Vâng, và như vậy là hiện nay đang đi qua khán đài A là ghe của tổ 5, ghe nữ của tổ 5. Và tiếp đó là ghe của tổ 4. Quá tuyệt vời, phải nói là lái của tổ 5 rất tuyệt vời. Xin chúc mừng các chị. Và đang đi về vị trí thứ 3 là ghe của tổ 6 và ghe của tổ 2. Vâng, ghe của tổ 2 cũng đang sẵn sàng so mùi với ghe của tổ 6. Và tiếp đó là ghe của tổ 1. Cố lên tổ ba ơi, đường còn dài, trăng còn cao. Thank you.
Vâng, và hiện nay tôi nhận thấy là ghe của tổ 5 đã lùn sông về hạ lưu. Vâng, và hiện nay đang còn đi qua khán đài A, đó là vẫn tiếp tục ghe của tổ 5 đang còn chiến đấu. Và tiếp đó là ghe của tổ 4. Ghe của tổ 4 đang còn về vị trí thứ nhì. Còn lại ghe của tổ 6 và ghe của tổ 2 đang còn so mũi trên đường đi về về thượng lưu. Và đang đi qua khán đài là ghe của tổ 6, ghe nữ của tổ 6, và tiếp đó là ghe của tổ 2 đang bám sát ghe của tổ 6. Và hiện nay đang đi qua khán đài, đó là ghe của tổ 1. Cố lên tổ 1 ơi! Như vậy là khoảng cách của cả ghe rất an toàn. Vâng, như vậy là tiếng trống đã hồi, cũng đồng nghĩa là tổ 4 đã hoàn thành, tổ 5 đã hoàn thành vòng đua của giải 8 chiều hôm nay. Về nhất là ghe của tổ 5. Xin chúc mừng phụ nữ tổ 5, quá tuyệt vời. Vị trí thứ nhì là ghe của tổ 4.
Vâng, cũng đã hoàn thành, xin chúc mừng. Đề nghị tổ 4 đưa ngay về vị trí. Về thứ 3 là ghế của tổ 6. Về thứ 3 là ghế của tổ 6. Và tiếp đó là ghế của tổ 2 về giải 4. Lùn một vòng, ghế của tổ 6 lùn một vòng chào về. Quá tuyệt vời. Như vậy là ghe của tổ 2 cũng đang trên đường về nộp chào lại. Vâng, xin chúc mừng các chị, dù có mệt nhưng phải cố gắng lên. Đây là cũng là rèn luyện sức khỏe. Xin chúc mừng. Tiếp đó là ghe của tổ 1 cũng đã về nộp chào lại, hoàn thành trong vòng đua chiều này. Vâng, và đang còn trên đường về nộp chèo lái, đó là ghe của tổ 3. Xin chúc mừng ghe của tổ 3, dù sao cũng hoàn thành trong đường đua của mình. Ban tổ chức xin công bố giải thứ 8, giải nữ chiều hôm nay. Giải nhất tổ 5, giải nhì tổ 4, giải 3 tổ 6, giải 4 tổ 2, giải 5 tổ 1, giải 6 tổ 3. Ban tổ chức xin kính mời đại diện tất cả các hàng thuyền lên đứng trước băng quang trước ban tổ chức để giành giải. Giải nhất tổ 5, giải 2 tổ 4, giải 3 tổ 6, giải 4 tổ 2, giải 5 tổ 1, giải 6 tổ 3. Ban tổ chức xin kính mời bà Nguyễn Thị Thủy và bà Lê Thị Mỹ lên trao giải cho tất cả các hàng thuyền. Vâng, và để động viên tinh thần là có anh Trần Bà Tiến ở Ngài Giao sẽ thưởng nóng cho tổ 5 trị giá 1 triệu đồng. Xin chúc mừng tổ 5. Ban tổ chức xin mời đại diện tất cả các huyện, đại diện tất cả các huyện lên trước băng quan, trước ban tổ chức để dừng giải. Giải nhất tổ 5, giải 2 tổ 4, giải 3 tổ 6, giải 4 tổ 2, giải 5 tổ 1, giải 6 tổ 3. Chúng tôi xin thay mặt thông báo tổ chức, chiều hôm nay còn một giải nữa. Làng ta là làng văn hóa, đề nghị tất cả các thuyền về văn quan không được giải giấy thơ vàng bạc. Chúng tôi xin nhắc lại, làng chúng ta là làng văn hóa, đề nghị các lưu lượng của các thuyền không được làm vàng bạc trước văn quan của ban tổ chức. Xin đề nghị tất cả các anh thực hiện tốt cho, vì làng chúng ta là làng văn hóa. Trước khi thi đấu giải phá, ban tổ chức kính mời toàn thể đại diện cho hàng thuyền để gặp ban tổ chức để trao đổi về vấn đề trước khi thi đấu giải phá. Giải phá. Anh Trức xin mời anh Dùng, xin mời anh Dùng trưởng ban tổ chức, xin mời ông Nguyễn Bá Lộc đến tại Quang Quang để chúng ta trao đổi trước khi thi đấu giải giải phá. Tức nhiên giải thứ 9, giải cuối cùng ông bế mạc. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức, chiều hôm nay có một giải cuối cùng, đề nghị tất cả các cánh bảo vệ công an với lực lượng giám sát giải cuối cùng, giúp cho ban tổ chức hoàn thành mỹ mãn trong cuộc đua hôm nay. Tôi xin đề nghị tất cả các cánh bảo vệ công an và biết lượng bảo vệ giải phá cuối cùng cháu ban tổ chức. Rất chân thành cảm ơn cả kênh.
và để động viên tinh thần cho các vận động viên. Có anh Nguyễn Hữu Khương hiện đang sinh sống tại Sài Gòn sẽ dược thường nóng cho tổ 2, giải nhất 2 triệu đồng, giải nhì 1 triệu đồng. Vậy yêu cầu tổ 2 cố gắng để nhận giải. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hữu Khương hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức lên đến Măng Quang để trao đổi trước khi thi đấu giải phá giải cuối cùng. Vâng, ba cuộc đề là tiếp tục động viên tinh thần là chị Ngô Thị My sẽ tặng riêng cho tổ 4 giải tư vừa rồi 500.000 đồng. Xin cảm ơn của chị My. Tổ hai xin lỗi, xin tặng cho tổ 2 trị giá 500.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn chị My và cũng xin chúc mừng tổ 2. Vâng, và để đảm bảo cho giải cuối cùng chiều hôm nay, yêu cầu các tổ đưa ghe về vị trí để chuẩn bị đua giải phá chiều hôm nay được thành công tốt đẹp. Và hiện nay trên khán đài A, ban tổ chức đã nhận thấy một con heo để treo giải cho các tổ. Yêu cầu các tổ cố gắng lên. Theo thứ tự giải phá chiều hôm nay, thứ tự ghé như sau: vị trí số 1 tổ 6, vị trí số 2 tổ 2, vị trí số 3 tổ 1, vị trí số 4 tổ 4, vị trí số 5 tổ 5 và vị trí số 6 tổ 3. Vâng, đề nghị tất cả các ghe khẩn trương đưa ghe về, các tổ khẩn trương đưa ghe về để tiếp tục đua giải phá trong chiều hôm nay. Và hiện nay ban tổ chức chúng tôi nhận thấy trên hai bờ sông Lương, sông Âu Lâu, hơn 4.000 khán giả đang theo dõi cuộc đua chiều hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như các cổ động viên đã đến ủng hộ vật chất cũng như tinh thần trong giải đua ngày hôm nay. Còn đề nghị chào tổ ba. Đề nghị là ba con cục vô phần sự ra ngoài. Ra ngoài cái khẩn này. Đề nghị là thắp hương thì thắp mà ra chứ khỏi không có thản giấy tiếng vang bạc được. Tôi xin thông qua giải đua thứ 9, tức chiếc giải cơ phá mùi ngoài lại trong theo cái rằng lại ngồi trên ghế, hàm thuyền ngồi tại thuyền, đồng trọng chạy ra giữa về chạy về ba vòng sáu táo đi sau về vậy. Giải đua này do ban giám đốc hợp tác xã trao giải và bà Nguyễn Thị Liên
cơ cấu giải thưởng tổng giải 3 triệu đồng, còn một cầu lớn 50 cân. Trong đó giải nhất một cầu lớn còn cơ nhất, giải nhì 700.000 đồng, cơ nhì, giải ba 600.000 đồng, cơ ba, giải tư 500.000 đồng, giải năm 400.000 đồng, giải sáu 300.000 đồng. Giải này ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Đức Toàn, giám đốc hợp xã, và bà Nguyễn Thị Liên lên cầm lại trống. Xin trân trọng kính mời. Và tôi xin thông báo đề vị trí đua chiều hôm nay. Xin đề nghị là đó, thôi, đám hồ dạy được rồi. Thôi, đám hồ dạy chứng cao quá. Anh bố, quần đó là ngồi lên bao. Thế hình như anh cao quá. Đó, ngồi trên bờ là được. Đó, ngồi trên bao là được. Đề nghị lời lên ngồi trên bao. Vấn đề công bằng xin mời tất cả các ghế. Điều chỉnh về ghế cho thằng Hương. Vâng, đều điều chỉnh về. Cho ghế ngồi ghế cho thằng. Đề nghị tất cả các thuyền. Hãy đưa ghế về đúng vị trí. Thằng Mùi. Vâng, và như vậy là các cầu đã lùn xong về rôn rất an toàn, đã lùn trong về rôn. Vâng, đã lùn trong về rôn an toàn, đang còn ở trên đường đi về Hà Lưu. Dẫn đầu là ghe của tổ 3. Cũng rất mong muốn cho tổ 3 được giải ngày hôm nay. Vâng, và hiện nay là tổ 3 cũng đã lùn hoàn thành về rô về Hà Lưu. Kế đó là tổ 2 cũng đã lùn hoàn thành, và tất cả các tổ cũng đang tiếp tục lùn về Hà Lưu. Rất xuất sắc, xin chúc mừng các tổ. Và đường đua rất còn nhiều kịch tính. Đường đua 3 vòng 6 tảo. Chính vì trên đường đua còn sự thay đổi rất nhiều. Tất cả quý vị khán giả cũng đang chờ xem. Vâng, trên đường đi về Thường Lưu, tạm thời dẫn đầu là ghe của tổ 3, và ghe của tổ 2 cũng đang còn chuẩn bị so mũi ghe của tổ 3. Và trên đường đua còn nhiều thay đổi. Vâng, rất còn nhiều là sự thay đổi cũng trên đường đua này. Đề nghị các ghe tách ra. Đề nghị tất cả các ghe hãy tách đường lui của mình ra để an toàn trên đường đua. Tách rời xa ra. Các ghế lưu ý, tách rơi xe ra. Tách rơi xe ra. Vâng, và tổ 2 đang tiến, cố lên. Tách rơi ra, đề nghị các ghế tách rơi ra.
Lưu ý, tách rơi ra, tách rơi xe kia ra, cố lên. Vâng, và hiện nay tổ 2 đang còn tạm thời dừng đầu. Tổ 2 đang còn, và kế đó là của tổ 3. Tiếp theo là tổ 1. Và kế đó là cùng hai ghe đang còn so mùi với nhau, là ghe của tổ 4 và ghe của tổ 6. Phải nói đường đua là giải phá chiều hôm nay rất kịch tính. Nhưng tiếng reo hò của tất cả quý vị khán giả đang tưng bừng, náo nhiệt trên màn sông Âu Lâu chiều hôm nay. Vậy yêu cầu tổ bảo vệ hãy bám sát đường đua của ghe cá cẩu. Tổ 1 để tổ 1 ghe tổ 1 thấu động. Vâng, và hiện nay ghe của tổ 2 đang lùn về thượng lưu. Trên đường lùn về thượng lưu hoàn thành. Tiếp đó ghe của tổ 1 cũng đã lùn về thượng lưu xong rồi. Rất kịch tính, phải nói đường đua rất kịch tính. Vậy đây là quá tuyệt vời trong giải phá chiều hôm nay. Thế đường đi về khán đài áo hôm nay tạm thời dần đâu là vẫn ghe của tổ 2. Và tiếp đó là ghe của tổ 1 đang bám sát ghe tổ 2. Cố lên tổ 2 ơi! Vâng, như vậy là ghe của tổ 2 đang đi qua khán đài A. Tiếp đó là ghe của tổ 1 cũng đang trên đường đi qua khán đài A. Và kế đó là ghe của tổ 3. Vâng, ghe của tổ 3 cũng đang còn đi qua khán đài A. Cố lên anh Lợi ơi! Và ghe số 6, tổ 6 cũng đang còn đi qua khán đài A. Vâng, dù sao xin chúc mừng các cậu đã hoàn thành đường đua. Trên đường đua rất an toàn. Đề nghị chiếc đo bảo vệ hãy chậm lại, chạy chậm lại. Đội 2 bình tĩnh, bình tĩnh, đội 2 bình tĩnh. Đội 1, đội 2, đội 3 cố lên. Đội 4, đội 5, đội 6 cố lên. Đội 2 bình tĩnh, giữ chiến thắng. Vâng, hiện nay tôi thấy ghé của tổ 2 đang lùn về hà lưu, đang lùn về hà lưu, và cái tổ 1 cũng đang lùn về hà lưu. Đủ tổ 1. Và tiếp đó là cái của tổ 3 cũng hoàn thành lùn về hà lưu đã xong. Hiện nay trên đường về khán đài A, tạm thời dẫn đầu cũng là ghe của tổ 2. Tiếp đó là ghe của tổ 1 bám sát ghe của tổ 2.
và tình huống có thể xảy ra. Hiện tại bây giờ trong trận đấu là ghé của tổ 2. Cổ động viên ở tổ 2 đâu ạ? Vỗ tay cho bọn này. Tổ 2 hiện đang rượt đuổi là ghé của tổ 1 và dẹp đón là ghé của tổ 3. Cố gắng các tổ là cổ vùng hết mình. Còn một trận nữa thôi là kết thúc giải đấu rồi. Đặc biệt là ghé của tổ 2. Tổ 2 cố lên. Đề nghị các ghé hãy tách rơi ra. Tách rơi xa đường đi ra để cho an toàn trên đường đua. Các lái thuyền lưu ý, hãy tách rơi ghe ra. Tách ra. Tách đường đua ra. Cố lên. Vâng, và hiện nay đang đi qua khán đài A, đó là ghe của tổ 2. Vẫn tạm thời dần đầu. Tiếp đó là ghe của tổ 1. Cố lên. Và cái đó là ghe của tổ 3. Vâng, ghe của tổ 3 cũng đang còn đi qua khán đài A. Và sau tổ 3 là ghe của tổ 6. Và ghe của tổ 4 đang còn so mùi. Vâng, như vậy là ghe của tổ 6 và ghe của tổ 4 đang còn so mùi. Đề nghị ghé của tổ 6 và ghé của tổ 4 tách rơi ra. Tách rơi đường đi để cho đường đua được an toàn. Vâng, và như vậy là ghé tổ 2 đã lùn về thường lưu hoàn thành. Và tiếp đó ghé của tổ 1 cũng đang tiếp tục lùn về gà lưu, đang còn sốt sánh, rất kịch tính. Và ghé của tổ 3 cũng đã lùn hoàn thành về thường lưu. Và những tiếng reo hò của khán giả đã cổ vũ cho tất cả các đôi đang trên đường đua chiều hôm nay. Vâng, hiện nay đang đi qua khán đài A là ghe của tổ 2 tạm thời dần đầu. Tiếp đó là ghe của tổ 1 cũng đang còn đi qua khán đài A. Rút đi. Kế đó là ghe của tổ 3. Vâng, ghe của tổ 3 cũng đang còn đi qua khán đài. Bình tĩnh anh Lợi ơi, bình tĩnh. Và đi qua khán đài hiện nay là ghe của tổ 4 và ghe của tổ 6 cũng đang còn so mùi. Tổ 5 cũng về kịp. Vâng, như vậy là tổ 5 cũng đã về kịp ghe của tổ 6. Đề nghị đo bảo vệ hãy giảm lại, chạy chậm lại. Đề nghị đo bảo vệ hãy chạy chậm lại. Và hiện nay tổ 2 đang lùn về hạ lưu để trên đường tiến về khán đài A. Và cái tổ 1 cũng đang lùn trong về hạ lưu.
rất kịch tính. Vâng, phải nói là đường đua chiều hôm nay rất kịch tính, quá tuyệt vời. Vợ ghé của tổ ba cũng đã lùn về xong. Và như vậy là trên đường về khán đài A là tình thế đã thay đổi. Như vậy là tôi thấy tình thế đã thay đổi. Tổ 1 đang tạm thời dẫn đầu. Như vậy là tổ 1 đã lôi ngược dòng. Quá tuyệt vời. Và cái đó là ghế của tổ 2. Như vậy là 1, 2, 3 theo thứ tư. Vâng, như vậy là hiện nay đang đi qua khán đài A là ghe của tổ 1 đã lôi ngược dòng. Tạm thời đang còn dẫn đầu với khoảng cách có thể là rất an toàn. Tiếp đó là ghe của tổ 2. Ghe của tổ 2 cũng đang bám về thứ nhì. Về thứ tư tổ 3 là ghe của tổ 3. Tổ 3 cố lên. Tổ 3 cố lên. Và như vậy là giải phá có thể chiều hôm nay theo số thứ tư 1, 2, 3, 4 và 5, 6 có thể là sắp xếp theo số thứ tư của các tổ. Vâng, vậy hiện nay là đang đi qua là khán đài A là ghế của tổ 5. Vâng, như vậy ghế của tổ 5 đang đi qua khán đài A. Và kế đó là ghế của tổ 6 cũng đang còn đi ra qua khán đài A. Và tiếp theo đó là ghế của tổ 4. Cố lên anh Nghi ơi. Và như vậy là tổ 1 đã lùn xong về thượng lưu, trên đường đi về nộp trở lại. Kế đó là ghế của tổ 2. Tổ 2 cũng đã trên đường về nộp chèo lại. Và ghe của tổ 3, ghe của tổ 3 cũng đã lùn về trong trên đường nộp chèo lại. Như vậy là tiếng trống đã hồi, đồng nghĩa đã đủ 3 vòng 6 tàu của các tổ. Đề nghị là bơi ghe đi, bơi ghe chỗ khác. Vâng, và như vậy là ban tổ chức nhận thấy về giải nhất tổ 1 xin chúc mừng và quá tuyệt vời, xuất sắc, quá xuất sắc. Vị trí thứ 2 là ghe của tổ 2, cùng xin chúc mừng tổ 2. Xin chúc mừng tổ 2, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, phải nói là xuất sắc. Thôi đề nghị các ghe đưa về đây. Vô nhận cơ. Tổ 3, xin chúc mừng tổ 3. Vâng, và về vị trí thứ tư là ghế của tổ 5.
ghế của tổ 5. Và vị trí thứ 5 là ghế của tổ 6. Lời ơi. Và về giải 6 là ghế của tổ 4. Alo. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ đã hoàn thành giải đua ngày hôm nay. Ban tổ chức xin mời chị Lời thư ký. Phải này là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Lê lê lê. 1 2 3 vô địch. 1 2 3 vô địch. Được rồi, xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các vị trong đội ngũ đảng ủy, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu và bà con xa gần đã hỗ trợ cho ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ công tác đấu tranh ngày hôm nay. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ban tổ chức thông báo cho các phân hội trưởng về ban tổ chức để nhận tin quỳ. Chúng tôi nhắc lại thông báo là thông báo cho các phân hội trưởng về tại ban quán để nhận tiền quỳ. Chúng tôi nhắc lại thông báo của ban tổ chức thông báo cho các phân hội trưởng về tại ban quán để nhận tiền quỳ. Chúng tôi một lửa thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các đồng chí trong đường vụ đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các ban ngành và tất cả các quý đại biểu. Và chúng tôi xin cảm ơn công an, vệ dân quân đã hỗ trợ cho ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đấu tranh ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Alo, ban tổ chức xin kính mời đại diện tất cả các thuyền đến trưởng Bắc Quang, trưởng ban tổ chức để nhận giải phá và kết thúc giải đua ngày hôm nay. Nhì nhất, tổ 1, dạy 2, tổ 2, dạy 3, tổ 3, dạy 4, tổ 5, dạy 5, tổ 6, dạy 6, tổ 4. Ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Đức Toàn và bà Nguyễn Thị Liên lên trao giải cho tất cả các đội.